đã tới với kênh xe máy của Tuyết Ngân ha. Thì hôm nay bên Ngân về con xe mới của SH20 bản 2024 nha, SH1 bản 2024 màu đỏ ha. Nó thiết kế thì nó cũng gần giống như là bản 2023 nhưng mà nó sẽ thay đổi cái màu sắc một chút và mấy cái yên ha. Đây, cũng là khóa sơ mắt cây nha các bạn. Phân khối là 125 phân khối ha. Màu sắc thật là hài hòa, rất là đẹp ha. Bên Ngân thì gắn phụ kiện kèm theo cho mình đó. Cái mặt đồng hồ cũng rất là đẹp này, thiết kế thời trang sang trọng luôn. Khóa sơ mất cây nó vẫn là để nguyên bản khóa sơ mất cây cho các bạn ở đây luôn ha. Ngoài ra bên Ngân còn gắn một số phụ kiện để mình tham khảo thêm ha. Gắn đèn cây này thì rất là phù hợp với dáng xe và nó sẽ nổi lên cái màu xe của mình nhé. Ngoài màu đỏ này ra bên Ngân còn có những cái màu sắc 3D này, hoặc là màu xanh, màu hồng cho các bạn tham khảo ha. Chỉ cừ 12 triệu đồng thôi, các bạn có thể ring ngay con xe bản mới này về nhà view và chơi Tết nha. Năm nay Tết gần tới rồi nên là bên Ngân cũng có rất là nhiều quà tặng, giống như là combo quà tặng 2 triệu đồng này và hỗ trợ xăng xe khi mình liên hệ với Ngân ha, từ 500 tới 1 triệu đồng nhé. Ngoài những cái dòng xe SH này ra thì bên Ngân còn có những dòng xe như là dòng Vision nè, dòng xe quốc dân đó, dòng AB dành cho nam, lịch lãm, dòng bên Ngân AB125 bên Ngân rất là nhiều dòng ha, rất là nhiều màu sắc, màu xám ánh tím, màu đỏ, màu trắng thì bên Ngân có hết nha. Ngoài ra bên Ngân có một cái dòng nhập khẩu cũng rất là đẹp, ưa chuộng cho các bạn trẻ ha, giống như là dòng Vario 125 nhập nguyên chiếc từ Indo này. Chỉ cần 12 triệu đồng thôi, các bạn liên hệ với Ngân ngay nhé, để Ngân hỗ trợ cho mình hơn ha. Địa chỉ của Ngân là 961 Nguyễn Ánh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nhé. Liên hệ với Ngân ngay, Ngân hỗ trợ tiền mình 500 tới 1 triệu đồng ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nhé.